Xin kính chào quý nhân vị nhà đầu tư ạ. Chuỗi chương trình C2C kết nối quý nhà đầu tư với các quý khách mời là chuyên gia ngành, chuyên gia phân tích, các lãnh đạo của các doanh nghiệp bàn luận về chiến lược thị trường này, rồi cũng như là giới thiệu những cái doanh nghiệp lớn, những cơ hội đầu tư hấp dẫn thì cũng đã đồng hành với quý nhà đầu tư được 3 năm nay rồi. Xin nhân dịp này thì cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn rất là chân thành tới quý nhà đầu tư cũng như là các khách mời đã tham gia vào trong chương trình trong suốt 3 năm vừa rồi. Và để khởi đầu cho một hành trình mới thì chúng tôi hôm nay chúng tôi sẽ ra mắt một phiên bản mini ngắn gọn hơn của chương trình mang tên là C2C, cũng tên là C2C nhưng mà là Connecting to C-Level. Trong đó thì chương trình có thể là những cái video ngắn, cũng có thể là khi mà chúng tôi thực hiện những cái chuyến site visit, viếng thăm thực địa, hoặc cũng có thể là những buổi webinar như ngày hôm nay chẳng hạn. Trong đó thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các quý khách mời. Tôi sẽ có những bài phỏng vấn nhanh với các lãnh đạo cấp cao C-level của các doanh nghiệp để cùng chia sẻ những cái thông tin cập nhật nhất, những ý tưởng đột phá và mới mẻ nhất ạ. Và cũng không để quý vị chờ lâu hơn nữa thì ngay sau đây thì xin được giới thiệu khách mời đặc biệt và duy nhất trong chương trình của ngày hôm nay. Xin giới thiệu anh Phan Nguyễn Trọng Huy là giám đốc tài chính của công ty WinCommerce thuộc tập đoàn Masan ạ. Xin chào quý nhà đầu tư. Cũng rất hân hạnh cho mình được đại diện cho phía của WinCommerce để gặp và chia sẻ với quý nhà đầu tư những thông tin của WinCommerce. Và cũng rất cảm ơn phía HSC đã gọi là mời phía WinCommerce tham dự cái chương trình C2C, mà đối với format mới này thật sự rất là vinh hạnh đối với phía của WinCommerce. Và anh Huy thì cũng là một chuyên gia với hơn 12 năm kinh nghiệm ở trong lĩnh vực tài chính bán lẻ, và trước khi vào Masan thì anh Huy cũng là giám đốc phát để làm phát giám đốc phát triển kinh doanh, thì anh cũng đã nhiều năm làm việc tại Central Retail Việt Nam đúng không anh? Và hiện nay thì anh Huy đang giữ cương vị là giám đốc tài chính của công ty WinCommerce thuộc tập đoàn Masan. Vâng, xin chào anh Huy và sau đây thì xin mời anh Huy cũng như là quý nhà đầu tư chúng ta hãy tham gia vào một khảo sát nho nhỏ về WinCommerce để chúng ta khởi động một chút ạ. Và để tham gia vào khảo sát này thì mời quý nhà đầu tư chúng ta hãy quét mã QR code ở trên màn hình hoặc là chúng ta truy cập vào trang ahaslide.com và gõ mã là MSN2024. Vâng, tôi xin đọc lại, đó là tôi xin đọc lại hướng dẫn, đó là chúng ta có thể quét mã QR code ở trên màn hình hoặc là truy cập vào trang ahaslide.com và gõ mã là Masan2024 ạ. Vâng. Masan2024. Và sau đây thì tôi xin bắt đầu đọc câu hỏi luôn từ bây giờ ạ. Câu hỏi thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi thôi. Câu hỏi đầu tiên đó là tần suất các anh chị và gia đình đi mua sắm tại Winmart. Chúng ta có 4 đáp án, đó là thường xuyên, thỉnh thoảng, hiếm khi và chưa bao giờ ạ. Thường xuyên có nghĩa là một tuần một vài lần đấy ạ. Thỉnh thoảng là vài tuần hoặc là 1-2 tháng thì chúng ta sẽ đến một lần, hiếm khi thì là vài tháng hoặc có khi 1-2 năm chúng ta mới đi một lần, chưa bao giờ thì tôi nghĩ là chắc là đây là các quý nhà đầu tư mà khu vực các anh chị chưa có Winmart hoặc là mình không bao giờ đi chợ, chứ tôi thấy bây giờ cũng hiếm ai mà chưa bao giờ mua sắm tại Winmart đúng không anh Huy? Vâng, đáp án nhiều nhất đó là thường xuyên, và tiếp theo đó là thỉnh thoảng. Điều này thì cũng hợp lý thế ạ. Và xin chuyển sang câu hỏi thứ hai. Mặt hàng các anh chị thường tìm kiếm và mua sắm tại Winmart là mặt hàng gì? Chúng ta cũng có các đáp án như sau. Thứ nhất là mặt hàng thực phẩm tươi sống, ví dụ như là thịt cá, rau củ này, trứng này, vân vân. Rồi mặt hàng thực phẩm F&B, ví dụ như là bánh kẹo, đường, sữa, đồ uống, hàng đông lạnh, mì gói của Masan chẳng hạn. Vâng. Rất nhiều các mặt hàng. Và đáp án C đó là các mặt hàng chăm sóc cá nhân, chất tẩy rửa. Đáp án D là đồ dùng gia đình, ví dụ như dụng cụ làm bếp chẳng hạn. Và đáp án E là khác ạ. Và hiện giờ đang hai đáp án mà giữ số điểm cao nhất đó là mặt hàng thực phẩm và đồ khô và thực phẩm tươi sống. Tôi cũng khá là ngạc nhiên là lại tôi cứ nghĩ rằng là hàng ngày ấy thì chúng ta phải mua thực phẩm tươi sống nhiều hơn, nhưng ở đây thì quý nhà đầu tư lại mua sắm các mặt hàng thực phẩm đồ khô nhiều hơn và đồ uống nữa. Xin phép được chuyển sang câu hỏi thứ ba. Đó là ấn tượng của các anh chị về WinCommerce trước khi tham gia chương trình là gì ạ?
Vâng, tôi cũng rất tò mò với câu hỏi này và quý khán giả chúng ta hãy điền một đáp án vào ạ. Đáp án đầu tiên đó là to ạ. Vâng, đúng là WinCommerce thì cũng là một có thể gọi là một đế chế bán lẻ thì cũng cũng không sai. Chúng ta cũng, hãy chờ những đáp án khác và có thể nói là trước khi mà tham gia chương trình thì tôi cũng không nghĩ rằng là sẽ có nhiều nhà đầu tư có nhiều hiểu biết về WinCommerce mà có thể là họ sẽ có những ấn tượng về WinMart rồi những cái sản phẩm liên quan đến Masan mà hoặc là những sản phẩm được bán trong WinMart nhiều hơn vì đó là những cái hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc. WinCommerce thì cũng không phải là doanh nghiệp niêm yết nên là hầu như những thông tin mà chúng ta được biết về WinCommerce hầu như là thông qua việc công bố thông tin cũng liên quan đến Masan thôi. Nhiều cửa hàng, vâng, phát triển nhanh ạ, thịt ngon ạ, vâng, thịt là thịt Meat Deli đúng không ạ? Gần chung cư tiện lợi, thịt Meat Deli ngon ạ, vâng, chất lượng, đa dạng sản phẩm, có rất nhiều các đáp án và để chúng ta có thể hiểu biết hơn về WinCommerce và giải đáp những cái thắc mắc của nhà đầu tư về WinCommerce thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và phỏng vấn anh Huy đến từ WinCommerce. Anh Huy đang là CFO của WinCommerce và rất là cảm ơn anh Huy đã làm diễn giả của chương trình C2C Connecting to C-Level đầu tiên của HSC với chủ đề là Masan đánh dấu bước ngoặt lợi nhuận của WinCommerce ạ. Và như vậy là WinCommerce đã bắt đầu có lợi nhuận rồi đúng không anh? Bắt đầu từ quý 3. Bắt đầu từ quý 3 của 2024 chúng tôi đã có lợi nhuận và lợi nhuận một cách bền vững. Và anh có thể chia sẻ thêm những cái thông tin liên quan đến cái dấu mốc kết quả kinh doanh quý 3 của 2024 của WinCommerce cũng như là tôi nghĩ là quan trọng hơn đó là cái nguyên nhân nào, cái động lực nào nó đã nhận dẫn tới cái bước ngoặt này ạ? Xin mời anh ạ. Thì có thể nói quý 3 của 2024 chúng tôi có lợi nhuận, nhưng đó là cái kết quả của một cái hành trình dài. Hành trình này bắt đầu từ năm 2020 khi Masan đã có một cái bước đi để mà acquire lại chuỗi WinCommerce từ phía của Vingroup. Thì từ năm 2020 đến nay là trong vòng 5 năm chúng tôi về mặt lợi nhuận chúng tôi đã cải thiện được 11 điểm phần trăm. Nói một cách đơn giản, đối với quy mô của một công ty ở doanh thu là khoảng 30.000 tỷ một năm á, thì quy đổi ra là một năm chúng tôi cải thiện 2 điểm phần trăm, tức là một năm chúng tôi tăng được cái lợi nhuận là 600 tỷ. Và chúng tôi làm được điều này kéo dài trong vòng 5 năm. Và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm được điều này trong vòng 5 năm tiếp theo, giữ vững cái đà tăng trưởng và lợi nhuận này. Thì bắt đầu từ năm 2019, đó giống như là một điểm khởi đầu của chúng tôi, thì công ty là một năm chúng tôi lỗ tới 3.800 tỷ. Thì từng bước chúng tôi đi từng bước vững chắc để đi lên tới cái mốc lợi nhuận của ngày hôm nay. 2021 chúng tôi có được những cái thời điểm đầu tiên có lợi về lãi EBITDA, lãi trước khấu hao, trước lãi vay, trước thuế. 2022 chúng tôi có được những tháng, những quý đầu tiên có được lợi nhuận về EBIT. Và đến 2024, đến quý 3 này thì doanh thu chúng tôi đang tăng trưởng vững chắc ở mức hai chữ số và có được lợi nhuận ở cái mức độ cuối cùng là mức độ NPAT hay là còn gọi là lợi nhuận sau thuế. Thì từ tháng 6 đến tháng 12 của 2024 chúng tôi kỳ vọng là tất cả những tháng này lợi nhuận chúng tôi sẽ đều dương và dương một cách bền vững. Thì đó là một cái gọi là giống như một kết quả của quá trình restructuring trong vòng 5 năm để đến được cái điểm hòa vốn. Thì 2025 chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục cái đà tăng trưởng này. Thì ở đây là một vài con số để mà quý nhà đầu tư cũng như quý anh chị có thể nhìn nhanh về cái kết quả kinh doanh của WinCommerce. Thì chúng ta có thể nói rất nhiều về chiến lược, chúng ta có thể nói rất nhiều về lợi nhuận, nhưng mà chiến lược và hành động mà không có kết quả, không có con số thì nó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Thì đây chính là những con số mà chúng tôi đạt được. Thì đến thời điểm hiện tại là toàn bộ hệ thống tăng trưởng doanh thu like for like, hay chúng ta hay nghe là doanh thu trên cùng cửa hàng WinCommerce đạt được mức 7%. Đặc biệt là cái chuỗi của Minimart, tức là chuỗi siêu thị nhỏ đó, là mình tăng trưởng tới 10%. Thì chúng tôi có những cái bước đầu 2023 thì thị trường vĩ mô cũng như là cái yếu tố địa chính trị toàn cầu không hề dễ dàng. Chúng tôi cũng có những giai đoạn phải tái cấu trúc, phải trải qua những giai đoạn gọi là tự làm mới chính mình. Nhưng nhờ những giai đoạn khó khăn đó, chúng tôi tự cải thiện được, chúng tôi làm cho chúng tôi tốt hơn mỗi ngày. Và kết quả là cái quý 3 năm nay chúng ta sẽ thấy là WinCommerce đã tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Thì nhờ doanh thu
Và đến tháng 7, tháng 8 này, có thể nói là chúng ta đã có được lợi nhuận khoảng một tí thôi, nhưng nó cũng là con số rất ý nghĩa đối với toàn thể 20.000 anh chị em của tập đoàn. Bởi vì đây là những tháng đầu tiên mà chúng tôi có lãi, và trong năm hiện tại chúng tôi tăng doanh thu 3 lần thì chúng tôi tăng chi phí chỉ có một lần. Đó là một trong những cái bước rất là quan trọng để tạo ra một cái bước ngoặt về lợi nhuận của WinCommerce trong quý 3 năm nay cũng như là từ nay trở về sau. Thì rất cảm ơn chị Thủy đã chia sẻ câu hỏi này. Vâng, cảm ơn anh. Như vậy là một bức tranh tương lai rất là đáng kỳ vọng đang chờ đúng không? Những gì mà khó khăn nhất thì có thể là nó đã nằm ở phía sau rồi. Nhưng mà theo em được biết thì cạnh tranh ở trong ngành bán lẻ ấy, thì cụ thể hơn là ở trong những cái chuỗi mini mart rồi những cửa hàng tiện lợi, convenience store thì có thể nói là rất là khốc liệt luôn. Vậy thì trong tương lai nó lại còn có thêm những cái thương hiệu này rồi những cái chuỗi của nước ngoài, ví dụ như Fujimart cũng sẽ vào nữa, thì WinCommerce có đánh giá như thế nào về rủi ro cạnh tranh ở trong ngành này và đâu là những cái lợi thế cạnh tranh của WinCommerce ạ? Xin mời. Đây là một cái nhận định rất là đúng, tức là thị trường bán lẻ Việt Nam rất là khốc liệt. Trong vòng 10 năm trở lại đây, thị trường Việt Nam chúng ta thấy rằng là có ít nhất là ba ông lớn bán lẻ ở thị trường toàn cầu, tức là ở quy mô mà gọi có thể nói là trong top 10 thế giới. Thứ nhất là Casino Group của Pháp, thứ hai là Auchan cũng của Pháp, thứ ba là Emart cũng của Hàn Quốc. Các bạn này, cái cửa hàng của các bạn, cái mô hình kinh doanh của các bạn, cái hoạt động siêu thị của các bạn rất là tuyệt vời. Nhưng các bạn cũng phải rời khỏi Việt Nam sau một thời gian khá là ngắn. Thì nó chứng tỏ được cái sự khốc liệt của thị trường bán lẻ, đặc biệt ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi tin rằng cái mô hình của chúng tôi là một cái mô hình gọi là phù hợp nhất với cái đặc thù của thị trường Việt Nam. Thì tại sao chúng tôi nghĩ điều này? Bởi vì các bạn có thể thấy, chúng tôi sẽ bắt đầu từ cái mô hình gọi là cổ điển nhất của Việt Nam, tức là mô hình chợ truyền thống, rất là gần gũi, rất là thân thuộc, rất là giá cả, rất là cạnh tranh. Thì time to time cũng giống như các thị trường khác ở khu vực Đông Nam Á như là Indonesia, như là Thái Lan, thì thị trường chợ truyền thống sẽ từ từ lùi bước dần dần để nhường chỗ cho cái gọi là mua sắm hiện tại, modern trade. Thì chợ truyền thống chúng ta có giá cả, chúng ta có sự thân thuộc, nhưng chúng ta lại thiếu cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như về trải nghiệm mua sắm. Thì đó lý do vì sao các bạn sẽ dần dần nhường chỗ cho mô hình siêu thị hiện đại. Thì mô hình siêu thị hiện tại đầu tiên vào Việt Nam chúng ta có thể biết nó là mô hình đại siêu thị. Các bạn đại siêu thị, cái trải nghiệm về mua sắm, cái lựa chọn về hàng hóa, về giá cả rất là cạnh tranh, rất là tuyệt vời. Tuy vậy các bạn có những cái đặc thù, đặc điểm cố hữu thị trường Việt Nam mà các bạn không thể vượt qua được. Thứ nhất là mật độ dân số của chúng ta rất là cao, cái thói quen đi lại, thói quen mua sắm và cái hạ tầng giao thông của chúng ta chủ yếu phù hợp cho xe máy đi ngắn gọn, luồn lách vào những cái địa điểm nhỏ hẹp. Chúng ta không phù hợp với những cái chuyến đi xa, những cái trip 5-10 km để đến một đại siêu thị. Cái thứ hai ấy, là đối với đại siêu thị các bạn cần phải có một cái lô đất rất là lớn. Để xây một đại siêu thị mình cần một cái lô đất khoảng 1-2 hecta, nó không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với giá đất rất là cao ở những thành phố lớn. Các bạn có thể thấy cái tốc độ phát triển, cái tốc độ mở mới của đại siêu thị trong những năm gần đây, anh nào giỏi lắm thì được gọi là một đại siêu thị mỗi 2 năm, còn lại hầu hết là các bạn đã dừng việc mở mới bởi vì những cái đặc thù thị trường này. Thì đó lý do vì sao chúng tôi nghĩ rằng cái mô hình đại siêu thị nó là một mô hình tốt nhưng mà nó không thể scalable, nó không thể là nhân rộng quá nhiều. Cuối cùng là đối với thương mại điện tử. Thương mại điện tử hiện tại thì cái trải nghiệm mua sắm rất là tuyệt vời. Các bạn có thể ngồi ở nhà, các bạn có thể lướt hàng hóa, các bạn rất là đa dạng, giá cả cũng rất là cạnh tranh. Tuy vậy, một cái đặc điểm lớn nhất và khó nhất của thương mại điện tử chính là cái thời gian từ khi đặt hàng đến khi có hàng rất là lâu. Khi mà một bà mẹ cần nấu một bữa ăn ngon cho gia đình thì họ không thể nào đợi 3 ngày, 2 ngày để một cái chai dầu ăn hay một cái chai nước mắm được giao tới tận nhà. Thì đó là một cái nhược điểm rất lớn của thương mại điện tử. Thì đó là lý do vì sao mà chúng tôi nghĩ rằng cái mô hình kinh doanh minimart hay là cái siêu thị nhỏ gần nhà của len lỏi vào từng cái ngóc ngách ngõ hẻm của chúng tôi sẽ là cái mô hình tối ưu nhất và phù hợp nhất với đặc thù kinh doanh của Việt Nam. Bởi vì chúng tôi có sự tiện lợi, chúng tôi ở khắp mọi nơi. Hiện tại là chúng tôi đã có 3.700 cửa hàng ở khắp Việt Nam, ở khắp các tỉnh thành. Chúng tôi có chất lượng đảm bảo, đặc biệt là đối với những sản phẩm như là rau của Vineco, như là thịt của Big Deli, thì như các bạn đã chia sẻ thì cái vị thịt, vị rau rất là khác và đảm bảo về vệ sinh, về chất lượng. Chúng tôi có một cái trải nghiệm mua sắm hiện đại, có máy lạnh, có điện đóm sáng, có thiết kế đẹp hơn hẳn là chợ truyền thống. Và cuối cùng
Về mặt giá cả thì tôi có thể chia sẻ thẳng với các bạn là giá cả chúng tôi sẽ không phải là giá cả rẻ nhất thị trường. Bởi vì chúng tôi khi mà phải đầu tư cửa hàng ở khắp mọi nơi, phải đi luồn lách thì chúng tôi sẽ có ít volume hơn. Về giá cả chúng tôi sẽ bất lợi hơn đại siêu thị. Tuy vậy, cái chúng tôi sẽ đảm bảo cho người tiêu dùng là chúng tôi cung cấp một cái giá trị value for money. Tức là với giá phải chăng anh sẽ có được một sản phẩm chất lượng. Thì đó là những cái value proposition, đó là những cái cam kết giá trị của chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng nhờ những yếu tố này mà chúng tôi sẽ thắng và dẫn dắt được thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh. Và chúng tôi đã bắt đầu thấy có khá là nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu đặt những câu hỏi dành cho anh Huy và chúng ta sẽ cùng trả lời sau những câu hỏi thảo luận này ạ. Và quý nhà đầu tư, chúng ta hãy đặt thêm những câu hỏi vào phần Q&A của Zoom để anh Huy có thể trả lời nhé. Vâng, và như vậy là chúng ta có thể nói là một cái hành trình mới đã bắt đầu rồi. Vậy trong tương lai thì WinCommerce sẽ có những cái chiến lược hành động như thế nào để có thể tiếp nối được cái đà tăng trưởng hiện nay, làm sao để có thể tăng cái lưu lượng khách viếng thăm, rồi làm sao để tăng doanh thu trên cửa hàng hay là biên lợi nhuận được mở rộng, và cuối cùng bottom line vẫn là con số lợi nhuận, đúng không anh? Làm sao để có thể tăng trưởng được lợi nhuận ạ? Vâng, xin mời anh. Thì chúng tôi sẽ phải luôn luôn cân đối giữa lợi nhuận dành cho nhà đầu tư, cho công ty, cũng như những cái sản phẩm, những giá trị mà chúng tôi gọi là cung cấp cho người tiêu dùng. Chúng tôi đã có mô hình phù hợp. Thì cái mà chúng tôi sẽ phải luôn làm và tiếp tục làm trong thời gian tới chính là phải tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để giảm được cái mức doanh thu hòa vốn. Điều này nghĩa là gì? Đối với một cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là cửa hàng bán lẻ thực phẩm, thì cái doanh thu hòa vốn là điều sống còn. Anh càng có doanh thu hòa vốn thấp thì anh càng có cơ hội để mở rộng nhiều chỗ, anh càng có cơ hội để len lỏi khắp mọi nơi, anh càng có cơ hội để phục vụ người tiêu dùng và gia tăng cái mạng lưới của cửa hàng. Thì đây là một vài con số mà tôi có thể chia sẻ với nhà đầu tư. Trong vòng 5 năm, mức doanh thu hòa vốn của WinCommerce đã giảm 60%. Tức là sao? Tức là nếu lúc trước tôi cần 100 triệu để đạt được mức hòa vốn, thì hiện tại chúng tôi chỉ cần 40 triệu. Tất nhiên con số cụ thể chúng tôi xin phép không được chia sẻ bởi vì đây là bí mật kinh doanh của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thể hiện điều này để các nhà đầu tư thấy đã có rất nhiều nỗ lực trong việc cải thiện 60% này. Đầu tiên là chi phí đầu tư một cửa hàng hay là CAPEX thì chúng tôi giảm được 30% sau 5 năm. Yếu tố này đã tính cả yếu tố trượt giá. Tức là nếu mà mình tính một cái con số CPI đơn giản là khoảng 4-5% một năm thì rõ ràng là trong vòng 5 năm chúng tôi gần như là giảm được một nửa mức đầu tư trên từng cửa hàng và đảm bảo được một cái trải nghiệm không hề thay đổi. Và cái điều tôi tiếp theo là chúng tôi cải thiện được biên lợi nhuận gộp gross margin 7% trong vòng 5 năm. Thì cải thiện biên lợi nhuận gộp không có nghĩa là chúng tôi tăng giá, không có nghĩa là chúng tôi bán đắt hơn người tiêu dùng. Mà có được điều này là nhờ chúng tôi hiệu quả hóa chuỗi cung ứng từ sản phẩm, từ phía của nhà sản xuất, thông qua kho của chúng tôi đến người tiêu dùng. Thì việc giảm thiểu cái hao hụt, những cái hao phí trong cái chuỗi cung ứng này chính là cái điều quan trọng nhất để đem lại 7% điểm lợi nhuận tăng thêm. Và cuối cùng, chúng tôi giảm được 30% chi phí hoạt động trên một cửa hàng, trong khi vẫn giữ được cái lợi nhuận, trong khi vẫn giữ được cái thu nhập của anh em ở dưới cửa hàng. Thì đó là những cái điều rất là quan trọng chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới, tiếp tục cải thiện không ngừng để mà giảm thiểu được mức doanh thu hòa vốn bằng những sáng kiến trong cái hoạt động hàng ngày. Thì có được mức hòa vốn rồi, thì chúng tôi có mô hình, chúng tôi có mức hòa vốn tối ưu và chúng tôi bắt buộc phải có được cái sự đơn giản, phải có được cái sự hệ thống và tự động hóa. Bởi vì nói một cách đơn giản là chúng tôi có 4.000 cửa hàng ở khắp Việt Nam. Một năm chúng tôi xử lý có thể nói một cách đơn giản là 30 tỷ dòng dữ liệu. 30 tỷ dòng dữ liệu này thì không một con người nào có thể xử lý được. Bởi vậy, cái việc chúng tôi cần làm là phải đơn giản hóa tất cả mọi thứ, từ nhà cung cấp đến khối mua hàng, đến khối logistics, và cuối cùng là các bạn vận hành ở cửa hàng. Nói một cách đơn giản thì 30 tỷ dòng dữ liệu các bạn ở dưới cửa hàng. Tôi có thể kể một câu chuyện để làm ví dụ cho các quý anh chị là các bạn cửa hàng trước đây các bạn một ngày có tới 20 đầu mục công việc. Các bạn vừa phải nhập hàng hóa, các bạn vừa phải chăm chút hàng hóa, các bạn vừa phải phục vụ người tiêu dùng, các bạn vừa phải tính tiền. Thì nếu chúng tôi làm nó tốt hơn như thời điểm hiện tại, chúng tôi có thể quy hoạch lại, làm đơn giản hóa nó đi. Và từ 20 đầu một công việc này, các bạn chỉ còn lại 4 đầu một công việc. Các bạn có thời gian nhiều hơn để chăm lo cho khách hàng, chăm lo cho hàng hóa.
Thì đó là một cái gọi là một cái phương châm của chúng tôi trong suốt những năm gần đây, tức là chúng tôi cố gắng đơn giản hóa được thì chúng ta mới tự động hóa. Và một vài điểm chúng tôi cũng muốn chia sẻ là ở đây chúng tôi có một cái khối rất quan trọng gọi là khối hỗ trợ vận hành, hay chúng ta thường gọi là Store Support Center, tức là tất cả các anh chị ở trong khối back office cần phải nỗ lực và làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ cũng như làm đơn giản nhất công việc của các bạn ở dưới cửa hàng. Thì có được điều này, chúng tôi mới đảm bảo được cái chuỗi cung ứng hiệu quả. Có được chuỗi cung ứng hiệu quả, chúng tôi có thể offer được một cái giá tốt cho khách hàng và vẫn giữ được cái lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư. Đó là những cái ưu tiên của chúng tôi để mà thực hiện được những cái mục tiêu lớn trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn anh. Tất như vậy là chúng ta đã nhìn được một bức tranh khá là toàn cảnh và cũng đã có được những thông tin rất là giá trị về WinCommerce đến từ anh Huy. Nhưng mà WinCommerce thì cũng là một phần không thể tách khỏi của tập đoàn Masan. Vậy xin anh Huy, chúng ta có thể anh có thể chia sẻ cho quý nhà đầu tư là đóng góp của WinCommerce vào trong tập đoàn mẹ trong năm 2024 cũng như là trong năm tới 2025. Thì ở thời điểm hiện tại đối với doanh thu thì WinCommerce đóng góp là lớn nhất trong các công ty con của tập đoàn Masan là 40%. Tuy vậy lợi nhuận còn khá là khiêm tốn, chỉ khoảng 10% lợi nhuận EBITDA. Mặc dù là chúng tôi đã trải qua những một cái giai đoạn khá là dài. Mặc dù chúng ta đã trải qua một giai đoạn khá là dài và chúng tôi cải thiện rất là nhiều, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đóng góp của chúng tôi và lợi nhuận của cho tập đoàn Masan chỉ là 10%. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái động lực, các bạn có thể nhìn thấy cái mô hình, các bạn có thể nhìn thấy lý do tại sao chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tăng trưởng sự đóng góp này lên một mức rất là trọng yếu trong thời gian tới. Chúng ta có một thị trường thuận lợi, Việt Nam có dân số rất là đông, có tỷ lệ 100 triệu dân, nên cái thị trường thực phẩm sớm đạt được mốc 20 tỷ trong năm 2035. Tỷ lệ thâm nhập của modern trade chỉ khoảng 15%, chỉ bằng một nửa, thậm chí là ít hơn một nửa so với các nước Đông Nam Á trong khu vực. Thì chúng ta thị trường thuận lợi, chúng tôi có được cái mô hình phù hợp, mô hình của chúng tôi đã có được cái lợi nhuận và chúng tôi có thể accelerate, chúng tôi có thể mở rất nhanh cái mô hình này. Thì đối với nhìn một doanh nghiệp đơn bán lẻ thì rất là đơn giản thôi, anh có thị trường thuận lợi, anh có mô hình và anh có khả năng nhân rộng, thì đó là ba cái yếu tố mà có thể đảm bảo được cái sự thành công của một chuỗi bán lẻ. Hơn thế nữa thì ngoài khả năng nhân rộng và phục vụ trong cái mô hình để phục vụ khách hàng trong việc bán lẻ thực phẩm, thì cái hệ thống cửa hàng 4.000 cửa hàng ở thời điểm hiện tại và 7.000, 8.000 cửa hàng trong những năm tới sẽ là một cái tiền đề rất là quan trọng cho những phát triển khác, những innovation khác của tập đoàn. Có rất nhiều những công ty trên thị trường, các bạn muốn tăng cường cái sự hiện diện về mặt physical ở tại store, bởi vì hiện tại các bạn chỉ có thể là offer những cái lợi ích cho khách hàng ở online. Tôi nói ví dụ như là cái mô hình đang thí điểm tại Việt Nam là mô hình Asian Banking, thì các ngân hàng hoàn toàn có thể sử dụng một cái mạng lưới physical đã có sẵn để thực hiện những giao dịch cơ bản và đơn giản nhất của ngân hàng, thay vì phải mở những cái chi nhánh rất là tốn kém tại các địa phương. Thì có rất nhiều cơ hội để chúng tôi, ngoài cái lợi nhuận và doanh thu có được từ mảng thực phẩm, chúng tôi có thể kết hợp được với những đơn vị khác sử dụng cái mạng lưới có độ phủ lớn nhất Việt Nam để phát triển. Thì đó là những cái động lực tăng trưởng rất là quan trọng đối với WinCommerce cũng như đối với Masan trong thời gian tới. Và chúng tôi đã có sẵn cái hệ thống, chúng tôi có sẵn con người, chúng tôi có sẵn công nghệ và chúng tôi có sẵn một cái hệ sinh thái Masan ở đằng sau để hỗ trợ cho cái tầm nhìn cũng như cái quyết tâm và động lực này. Vâng, cảm ơn anh Huy. Như vậy là chúng ta đã đi đến những câu hỏi cuối cùng trong phần thảo luận, những câu hỏi mà tôi muốn hỏi trực tiếp với anh Huy. Và sau đây sẽ là những câu hỏi của khán giả chương trình ạ. Và câu hỏi đầu tiên của khán giả chương trình thì liên quan đến kế hoạch của WinCommerce trong tương lai. Tôi xin phép được đọc câu hỏi. Có hai khán giả đều hỏi về chung chủ đề này nên là tôi sẽ gộp chung vào ạ. Kế hoạch hoặc mở rộng của WinCommerce ở trong năm nay là gì ạ? Cái net margin bền vững của WinCommerce thì tầm bao nhiêu và năm nào thì sẽ đạt được cái target này? Trong năm nay thì nửa đầu năm, chúng tôi vừa mở cửa hàng, vừa quan sát tình hình xung quanh. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi tự tin có thể nhận ra một vài dấu hiệu để thấy rằng thị trường đang rất là khởi sắc và đang hồi phục rất là tốt.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi khoảng đến hết năm, chúng tôi sẽ có khoảng 300 cửa hàng mở mới. Tuy vậy, cái tốc độ mở mới của nửa sau sẽ nhanh hơn nửa đầu tiên để tạo tiền đề cho việc mở mới trong năm 2025. Có thể có một con số tốt hơn nhiều so với năm 2024 đối với kế hoạch mở mới. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận thì tôi nghĩ là khá là sớm để nói về tương lai, nhưng mà nếu các bạn chỉ cần nhìn về quá khứ, các bạn sẽ thấy rõ là mỗi năm chúng tôi cải thiện được 2%, và cái điều này thực hiện liên tục trong vòng 5 năm. Thì tôi kỳ vọng chúng tôi có thể duy trì được cái mức tăng trưởng điểm phần trăm này trong thời gian tới. Vâng, và cũng có một khán giả cũng hỏi một câu cũng liên quan đến chủ đề biên lợi nhuận, đó là cái ước tính chi phí khấu hao thì chiếm mức trung bình khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí của mỗi cửa hàng WinCommerce ạ? Tôi xin phép không trả lời cụ thể câu hỏi này bởi vì nó cũng khá liên quan nhiều đến mô hình kinh doanh, nhưng mà chúng tôi có thể nói là bốn cái chi phí lớn nhất cho cửa hàng khi mà vận hành một cửa hàng bán lẻ thực phẩm thì đó sẽ là chi phí nhân sự, chi phí điện, chi phí khấu hao và chi phí nhân viên. Thì bốn này là bốn khoản lớn nhất và chiếm khoảng khá là bằng nhau trong một cơ cấu chi phí cửa hàng. Vâng, cảm ơn anh. Quý nhà đầu tư cũng đã có câu trả lời rồi. Và tôi thấy là có rất rất nhiều nhà đầu tư đều đặt những câu hỏi liên quan đến sự khác biệt hay là cái khả năng cạnh tranh của Vinmart, đặc biệt là trong sự so sánh với lại Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động ạ. Tôi xin đọc một vài câu hỏi để nhà anh Huy sẽ trả lời. Câu hỏi đó là trong những cái mô hình Minimart hiện nay thì Winmart cộng này Bách Hóa Xanh và Cold Food là những cái thương hiệu lớn nhất, thì theo anh Huy đâu là cái điểm khác biệt về định vị thương hiệu giữa Winmart cộng và hai đối thủ kia? Thì điểm khác biệt lớn nhất của chúng tôi là cửa hàng chúng tôi được tối ưu hóa. Nếu tôi xin phép trả lời trước về mặt gọi là financial, thì đối với về mặt gọi là mô hình tài chính, chúng tôi được tối ưu hóa cao độ để chúng tôi sẵn sàng đi khắp mọi nơi, ở khắp mọi tỉnh thành, cả vùng xa nhất. Về mặt sản phẩm, về mặt chất lượng, thì chúng tôi có được một sự đầu tư mà tôi chắc chắn là không chuỗi nào có được. Đó chính là sự đầu tư rất lớn cho hai mảng kinh doanh là thịt mát Medley và rau củ Vindeco. Để có được sản phẩm chất lượng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đảm bảo về nguyên vật liệu như chúng tôi đang hiện có, thì cần phải đầu tư nhiều nghìn tỷ để mà có được sản phẩm này. Và chúng tôi đang bán những sản phẩm này với giá cả hết sức là cạnh tranh thông qua chương trình membership của WinCommerce và tập đoàn Masan. Một năm chúng tôi đầu tư tới 600 đến 800 tỷ cho chương trình membership này để mang lại những sản phẩm chất lượng với giá hợp lý dành cho người tiêu dùng. Các bạn nhà đầu tư hoàn toàn có thể đến những cái cửa hàng Winmart gần nhất để mua và trải nghiệm thử sản phẩm. Và tôi tin chắc đây là cái điều mà không một chuỗi nào có thể có được, bởi vì chi phí đầu tư cho những cái sản phẩm nông nghiệp này không hề là nhẹ nhàng. Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi nữa cũng khá liên quan, đó là hiện nay doanh thu của mảng Minimart của WinCommerce thì đang thua Bách Hóa Xanh khoảng 10.000 tỷ ạ. Vâng, và theo anh thì Bách Hóa Xanh thì hàng tươi sống rất là nhiều, nhưng mà Winmart thì lại không có mấy, thì cái chiến lược sản phẩm của Winmart trong năm sau là như thế nào để có thể cạnh tranh, bởi vì là thường thì cái hàng tươi sống thì mới thu hút được traffic vào trong cửa hàng. Thì đó là câu hỏi rất là đúng đắn của quý nhà đầu tư. Thì tôi xin phép được chia nhỏ câu hỏi này làm hai phần. Thứ nhất là về doanh thu cửa hàng, chúng tôi đang ở mức thấp hơn so với các bạn đối thủ. Tôi xin phép được gọi là các bạn bởi vì chúng tôi học được rất nhiều từ các bạn và các bạn cũng học được rất nhiều từ chúng tôi. Đó là điều chúng tôi tin rằng như vậy. Nhưng nếu các bạn nhìn vào cái diện tích cửa hàng thì các bạn có thể thấy một cửa hàng Winmart chỉ bằng 1/3, 1/4 một cửa hàng Bách Hóa Xanh. Thì đó là cái điều rất là quan trọng, bởi vì cái doanh thu trên mỗi mét vuông là hiệu suất kinh doanh chúng tôi không quá xa so với các bạn Bách Hóa Xanh. Và về mặt sản phẩm, nhiều hay ít fresh tại cửa hàng, đó là một sự lựa chọn. Khi mà các bạn càng offer nhiều sản phẩm tươi sống tại cửa hàng thì cái việc kiểm soát chất lượng, cái việc giá cả và cái trade-off giữa cái gross margin sẽ rất là khó để mà kiểm soát. Bởi vậy chúng tôi vẫn đang ưu tiên cái mô hình là một cái mức độ tươi sống vừa phải tại cửa hàng, với hàng hóa có chất lượng được bắt sẵn với tiêu chuẩn kỹ thuật cao
để offer một sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ không đi quá rộng, quá sâu vào trong những sản phẩm fresh, và chúng tôi sẽ không cạnh tranh với chợ, bởi vì khi mà chúng tôi tăng diện tích, khi mà chúng tôi tăng hàng hóa tươi sống, chúng tôi sẽ nhảy vào lĩnh vực vốn là điểm rất là mạnh của chợ truyền thống. Và chúng tôi nghĩ rằng mình nên ở cái chỗ nào mà mình có cái lợi thế cạnh tranh tốt nhất, đó là hàng hóa chất lượng, value for money. Vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi nữa tôi cũng thấy khá là thú vị thì xin phép được hỏi anh, đó là cho em hỏi là trong các cái cửa hàng của WinCommerce thì Masan đã tận dụng được việc bán các sản phẩm của Masan ra sao? Tăng trưởng các cái sản phẩm của Masan trong 4 năm qua và dự kiến là có cái cách nào để tiếp tục gia tăng được hay không? Vì em được biết là trong thời gian qua thì Masan cũng đã chủ động mua thêm các thương hiệu mới khá là nhiều. Đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị của nhà đầu tư. Trong 4 năm trở lại đây, các sản phẩm thuộc tất cả các thương hiệu của tập đoàn Masan tăng trưởng trong WinCommerce từ 3 đến 4 lần. Thì cái sự synergy, cái sự kết hợp của Masan và WinCommerce rất là rõ ràng. Chúng tôi có được những cái chương trình tốt, những cái offer tốt từ phía của Masan Consumer hay là từ phía của Mid Daily. Hai bên rất là hợp tác với nhau để cùng đưa sản phẩm ra tới người tiêu dùng với cái hiệu quả cao nhất. Bù lại, các công ty của tập đoàn Masan cũng có được sự tăng trưởng là tốt bên trong WinCommerce về mặt doanh thu. WinCommerce cũng là nơi mà các công ty của tập đoàn Masan có thể gọi là innovate, có thể là đưa ra những cải tiến, những sản phẩm mới đến được người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Thì đó là một cái sự win-win giữa WinCommerce và những công ty trong tập đoàn Masan. Tuy vậy, dưới góc độ người tiêu dùng thì sẽ có rất nhiều người tiêu dùng hỏi là nếu WinCommerce là thành viên của tập đoàn Masan, vậy thì chúng tôi có được sự lựa chọn hay không? Chúng tôi có được những sản phẩm khác hay không? Thì đó là cái mà chúng tôi bắt buộc phải làm. Thì chúng tôi sẽ không bao giờ chỉ bán sản phẩm Masan bên trong WinCommerce, mà sẽ luôn luôn là sản phẩm Masan và đối thủ cạnh tranh, đối thủ có doanh thu, có top sale trên thị trường, để đảm bảo rằng người tiêu dùng khi đến với chúng tôi sẽ luôn có được sự lựa chọn tốt nhất. Nếu các bạn yêu mến Masan, rất tuyệt vời. Nhưng nếu các bạn muốn mua sản phẩm khác, chúng tôi cũng luôn có với giá tốt để phục vụ các bạn. Thì đó là cái mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi là một phần của tập đoàn Masan. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, chúng tôi sẽ giúp support các sản phẩm, các công ty của Masan. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải cam kết, phải giữ cam kết, phải giữ cái sự phục vụ người tiêu dùng để cho các bạn, người tiêu dùng có sự lựa chọn hợp lý. Cảm ơn anh. Và một câu hỏi nữa liên quan đến bão Yagi vừa rồi ạ. Và một cơn bão mà tác động của nó cũng rất là sâu rộng. Vậy thì khán giả muốn hỏi là xin anh Huy đánh giá cái mức độ bão Yagi ảnh hưởng đến các cái nông trại của Wineco và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến doanh thu thực phẩm tươi của WinCommerce ra sao ở trong nửa sau của năm 2024 ạ? Có thật thì bão Yagi cũng đã ảnh hưởng rất là sâu sắc đến các công ty của tập đoàn, bao gồm cả nông trường Wineco và công ty WinCommerce. Tôi có thể chia sẻ với các bạn là phải đến 1, 2 hoặc thậm chí 3 tuần sau bão thì hoạt động ở một số khu vực ở Yên Bái vẫn chưa trở lại hoàn toàn bình thường. Các bạn vẫn phải tiếp tục dọn dẹp ở dưới cửa hàng, các bạn vẫn phải tiếp tục có rất nhiều cái tàn dư để lại, đặc biệt ở những nông trường. Nhưng mà về mặt thiệt hại về tài chính, chúng tôi tự tin rằng là gần như là cái hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại rất là nhanh sau cơn bão, và chúng tôi sẽ không bị thiệt hại đáng kể về mặt doanh thu hay về mặt lợi nhuận dưới tác động của cơn bão. Thì có được điều này cũng nhờ là một sự nỗ lực rất là lớn của toàn bộ hơn 20.000 cán bộ công nhân viên chung tay để mà giải quyết hậu quả của cơn bão để lại, từ khối nông trường cho đến khối cửa hàng, đến khối supply chain. Thì tôi có thể kể một câu chuyện vui là sau bão thì khối supply chain, khối vận hành, khối supply chain ở dưới kho rất là khó tìm được nhân sự, đặc biệt là ở những tỉnh bị ảnh hưởng rất là nhiều như là Hải Phòng, như là Quảng Ninh. Thì chúng tôi đã điều động, có thể coi là tình nguyện viên từ phía của cửa hàng, điều động phải 100 đến 200 người xuống dưới kho để mà gọi là luân chuyển hàng hóa, để vận chuyển hàng hóa đến cửa hàng. Thì đấy là một, cũng là một cái sự rất là tích cực để chúng tôi thấy được rằng chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều về mặt kết quả kinh doanh bởi vì bão Yagi, mặc dù là khó khăn là rất đáng kể. Vâng, cảm ơn anh. Và tôi nghĩ là câu hỏi này thì cũng sẽ có nhiều nhà đầu tư cũng có câu hỏi tương tự đây này. Đó là WinCommerce thì có kế hoạch IPO ở trong tương lai không ạ? Và kế hoạch raise fund sắp tới thì như thế nào? Mình có định phát hành trái phiếu hay là bán vốn cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược hay không? Câu hỏi này thì tôi xin phép được để dành cho các đại diện của tập đoàn Masan Group. Thì trả lời sẽ phù hợp hơn là trong cái bối cảnh của buổi hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì một câu hỏi nữa đó là cho em hỏi là với lợi thế hệ sinh thái tiêu dùng của Masan thì giá các cái mặt hàng ở WinCommerce ấy có cạnh tranh hơn so với lại thị trường hay không ạ? Câu hỏi này thì tốt nhất là phải để quý nhà đầu tư hay là quý vị khán giả tự mình trải nghiệm tại một cửa hàng WinCommerce hay là WinMart thì các bạn sẽ có được câu trả lời tốt nhất. Chúng tôi tự tin nói rằng đối với sản phẩm heo, thịt Mark Bidley và rau Vinaco, sản phẩm của chúng tôi có thể nói là value for money và nó không hề quá xa hay thậm chí một số sản phẩm còn rẻ hơn so với chợ truyền thống. Đối với những sản phẩm dành cho bà nội trợ, vốn là đối tượng khách hàng chính của chúng tôi, dầu ăn, nước mắm, gạo, giá cả sản phẩm của chúng tôi có thể nói là tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi có tự tin vào điều đó. Thì cái bảo chứng tốt nhất chính là cái sự trải nghiệm của quý nhà đầu tư, chính là sự trải nghiệm của quý anh chị khi mà các bạn đến với cửa hàng để mà có thể gọi là thực nghiệm tại tại cửa hàng. Vâng, và ngoài những cái sản phẩm của Winneco rồi Meat Deli thì hiện giờ WinCommerce đang source nhà hàng tươi sống của những cái nhà phân phối như theo cách như thế nào? Đó là một trong những cái điều chúng tôi suy nghĩ và trăn trở rất là nhiều. Winneco là cái đơn vị sản xuất chiếm một phần rất lớn trong toàn bộ cái sản phẩm rau củ quả của chúng tôi. Tuy vậy vẫn chưa đáp ứng được 100% nhu cầu toàn hệ thống. Thì chúng tôi vẫn đang phải sọt hàng từ những nhà cung cấp địa phương. Và cái quy trình có thể nói là quy trình QA, tức là đảm bảo chất lượng sản phẩm, tra soát chất lượng sản phẩm được áp dụng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng sản phẩm này khi được bán ở hệ thống siêu thị Winmart hay Winmart cộng, các bạn phải qua được một cái giai đoạn gọi là kiểm tra nghiêm ngặt giống như là sản phẩm Winneco tại nông trường Winneco. Và chúng tôi sẽ bán chỉ khi được như vậy thì chúng tôi mới bán sản phẩm này bên trong hệ thống cửa hàng của chúng tôi. Vâng, và thời lượng chương trình thì cũng đã đi đến phần cuối rồi. Và rất là cảm ơn anh Huy hôm nay đã có rất nhiều câu trả lời rất là hay ạ. Và đến câu hỏi cuối cùng, xin phép một câu hỏi cuối cùng thì một câu hỏi khá là chung chung nhưng mà tôi nghĩ là đây là cũng là một trong những câu hỏi mà sẽ mang lại giá trị cho nhà đầu tư. Đó là anh đánh giá như thế nào về thị trường hàng tiêu dùng tới năm sau thì liệu có ổn hay không, và trong những cái mặt hàng mà của Winmart thì cái mặt hàng nào, cái nhóm ngành hàng nào anh kỳ vọng là nó sẽ có cái sự tăng trưởng tốt nhất ạ? Xin nghe. Thì để trả lời câu hỏi này thì chắc là quý đầu tư cũng như quý vị cũng biết là 2022, 2023 nền kinh tế của chúng ta cũng chịu khá nhiều ảnh hưởng của những yếu tố khách quan từ cái gọi là hậu quả để lại của Covid cũng như là từ cái bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiến tranh ở một số khu vực Trung Đông, Nga, Ukraine. Thì trong giai đoạn đó chúng tôi có thể thấy được rằng một số những sản phẩm không thiết yếu, ví dụ như là bánh kẹo, ví dụ như sản phẩm nước uống thì nhu cầu nó có xu hướng là không tốt. Nhưng mà những sản phẩm thiết yếu như là dầu ăn, nước mắm, những sản phẩm mà gắn bó với cuộc sống hàng ngày thì vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tuy vậy đến giai đoạn gần đây, đặc biệt là kể từ quý 2, quý 3 năm nay thì chúng tôi thấy được cái sự phục hồi rất là tốt của những sản phẩm gọi là không thiết yếu này. Mảng bánh kẹo của chúng tôi đang tăng trưởng hơn hai con số. Mảng đồ uống cũng tăng trưởng rất là tốt. Tức là chúng ta có thể thấy được rằng những cái mảng hàng hóa thiết yếu vẫn giữ được cái tốc độ tăng. Nhưng mà thời gian gần đây chúng ta bắt được thấy được cái sự phục hồi của hàng hóa không thiết yếu. Thì tôi nghĩ đó cũng là một tín hiệu rất là tích cực đối với thị trường và trong những quý sắp tới cũng như là cho năm 2025. Vâng, như vậy là cảm ơn quý nhà đầu tư đã đặt câu hỏi và phần hỏi đáp Q&A cũng đã kết thúc, và MC cũng như là khán giả thì cũng đã thay nhau phỏng vấn liên tục anh Huy từ nãy đến giờ, không biết là anh có cảm thấy mệt không ạ? Rất là nhiều câu hỏi trong một chương trình tuy là ngắn gọn nhưng mà rất là hiệu quả đúng không anh? Thì cũng rất cảm ơn chị Thủy cũng như quý nhà đầu tư dành thời gian để chất vấn, nghe cũng như là phản hồi đối với phía của WinCommerce. Chúng tôi là một đơn vị bán lẻ siêu thị, vậy nên tất cả những câu hỏi, tất cả những chất vấn, tất cả những điều không hài lòng, tất cả những thứ mà các bạn than phiền đều là những cái đóng góp vô cùng quý giá chúng tôi. Bởi vì chúng tôi cái tôn chỉ cao nhất của một anh bán lẻ luôn là phụng sự người tiêu dùng. Đó là một điều mà chúng tôi rất là mong chờ từ phía của quý khán giả. Vâng,
Vâng, cảm ơn anh và chúc cho quý nhà đầu tư chúng ta sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục tham gia nhiều chương trình C2C hơn nữa. Và chúc cho WinCommerce sẽ ngày càng chân cứng đá mềm sau những cái dấu mốc bước ngoặt lợi nhuận của ngày hôm nay, thì sẽ tiếp tục cái đà tăng trưởng này và sẽ chinh phục nhiều những cái dấu mốc khác ở trong tương lai. Cảm ơn chị Thủy, cũng như cảm ơn công ty HSC cho chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình C2C lần sau ạ.